Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử Vi về nhân tướng học xem nốt ruồi, về luận đoán những nốt ruồi ở bụng người phụ nữ và người đàn ông chính xác nhất. Và sau đây là những dự đoán về cuộc đời của người phụ nữ và người đàn ông thông qua các vị trí nốt ruồi ở bụng mà bạn đọc có thể tham khảo và chiêm nghiệm nhiều về bản thân mình. Với nốt ruồi ở bụng, ở trong nhân tướng học, nó phản ánh rõ ràng về nét tính cách, tướng vận và tài lộc của gia chủ. Nhưng tuy nhiên, với những vị trí nốt ruồi khác nhau ở đàn ông và phụ nữ, nó sẽ thể hiện một tướng số riêng biệt khác nhau. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về luận đoán tướng nốt ruồi ở bụng người phụ nữ. Về nhìn chung thì phụ nữ được xem là một phúc tướng khi có nốt ruồi ở bụng hoặc là ở xung quanh bụng. Với nốt ruồi ở eo trái người phụ nữ thì với tính cách là người phụ nữ có nốt ruồi ở eo trái thì nó cho thấy họ là một người đa sầu đa cảm, nhưng bề ngoài hay tỏ ra mình là người sắt đá và mạnh mẽ. Còn sự nghiệp của người này thì với những người này là có sự nhanh nhạy về đầu óc kinh doanh, rất biết chớp lấy cơ hội cho mình nên khá thành công với những ngành nghề tự do, không bao giờ bị ràng buộc. Tuy nhiên, nếu như họ chọn làm công việc văn phòng thì sẽ thường cảm thấy có một cảm giác là gò bó, khó chịu hoặc là rất khó thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Còn về tình cảm của người này thì họ không ưu tiên quá chuyện gia đình, thường chịu nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm. Ngoài ra, với vị trí nốt ruồi này thì thường tiết lộ thêm về đường con cái. Giới tính của người phụ nữ theo đó với nốt ruồi nằm ở vị trí phía bên trái eo, nó cho thấy là việc sinh con một bề là con gái. Ngược lại, mụn ruồi ở bên phải, bạn sẽ sinh con một bề, đó là toàn con trai. Còn với vị trí nốt ruồi ở giữa bụng và ở ngực thì về tính cách, người phụ nữ có nốt ruồi nằm ở vị trí giữa bụng và ngực, đây là một người vô tư thoải mái, họ không bị ràng buộc nhiều, thích gì thì làm nấy, miễn là bản thân vui là được. Vì thế họ không thích sự khuôn mẫu và cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn về sự nghiệp của những người này, đối với những người phụ nữ này thì thường là có đường công danh thăng tiến trong xã hội, cũng là người có tiếng nói và có địa vị. Nếu là nốt ruồi nổi thì rất dễ có danh vị nổi bật và làm ăn thì rất phát đạt, có cuộc sống vui vẻ, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng ngược lại, nếu nốt ruồi mà cũng ở vị trí này nhưng lại có vẻ chìm, đây là người ưa danh vọng hão huyền, không nhiệt tình đến cùng, dễ chán trường và mệt mỏi bỏ cuộc, và con đường công danh chính vì thế mà rất trắc trở. Còn với tình cảm của họ thì không quá quan trọng với việc kết hôn, trừ khi gặp được tình yêu đích thực khiến cho họ muốn có một gia đình. Và trong cuộc sống của họ thì thường sung sướng, tài lộc rủng rỉnh, hậu vận thì an yên bên con cháu. Còn nếu như mà người có nốt ruồi nằm chính giữa rốn thì với tính cách của người này, đối với phụ nữ mà có nốt ruồi ở giữa rốn là người thiếu kiên nhẫn, không có tham vọng, không có chí tiến thủ, cho nên hay chán nản trong công việc. Còn về sự nghiệp của người này thì vận mệnh không tốt, cũng chính vì tính cách cả thèm chóng chán gây nên, khi làm việc hay bỏ dở giữa chừng, không có được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp, hay đứng núi này và trông núi nọ. Còn về tình cảm thì họ không biết trân trọng tình cảm của người yêu thương mình thật lòng hay không, và thường bỏ người tốt, cố gắng theo đuổi người không tốt. Cuộc sống cũng như là đời sống hôn nhân vì thế mà gặp rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Còn đối với người có nốt ruồi ở bụng dưới thì với tính cách của người có nốt ruồi ở bụng dưới là người này có tính cách hào sảng, vô tư, không bao giờ tư lợi, rất thích giúp đỡ người khác. Còn về sự nghiệp của người này là trong công việc thường gây dựng được lòng tin với nhiều người, thường thì được tin tưởng giao phó với những công việc quan trọng. Còn với tình cảm
thì mọi thứ diễn ra êm đềm, không có sóng gió gì đáng ngại. Với sức khỏe của họ là ổn định, thời trẻ ít đau ốm, khi có tuổi họ có thể tránh được tật ách hoặc là bệnh nặng. Người này sống thọ với con cháu. Còn đối với người có nốt ruồi ở gần rốn ở phía bụng dưới, với tính cách nếu là phụ nữ có vị trí nốt ruồi này là người có tính cách thật thà, vui vẻ, dễ gần, ai cũng thân thiết được. Còn với sự nghiệp của người này thì người có sự nghiệp ổn định, không thật sự rực rỡ nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống thoải mái, chi tiêu. Còn với tình cảm của người này là rất dễ bị lừa gạt trong chuyện tình cảm. Chính vì thế là họ rất hợp kết hôn muộn và cần phải thận trọng khi chọn người phối ngẫu. Nếu hợp thì lấy người hơn mình nhiều tuổi là tốt nhất. Còn đối với nốt ruồi son thì là người có tính cách khá nổi bật bởi điểm tích cực là có sự chu toàn, biết trước biết sau, nhưng tiêu cực ở chỗ là người ngang bướng, cái tôi của người này quá lớn. Còn về sự nghiệp thì họ rất thích hợp làm việc kinh doanh vì khả năng kiếm tiền của người này rất giỏi. Chính vì thế là không ngạc nhiên khi họ thường có công danh rộng mở, rất dễ đạt được tiền tài như ý và được quý nhân hỗ trợ liên tục. Còn về tình cảm của người này, với người này thì được mọi người yêu mến, là người khá đào hoa, họ rất dễ sinh được con quý tử. Nếu như bản thân không tự mình làm được nhiều thì sau này họ sẽ lấy được chồng chăm chỉ, giỏi giang, chăm lo chu toàn cho gia đình. Về thứ hai là về luận đoán tướng nốt ruồi ở bụng người đàn ông. Với người có nốt ruồi ở bụng mà ở đàn ông thì cũng mang những ý nghĩa nhất định tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể như sau. Với người có nốt ruồi ở trên rốn và gần rốn, với tính cách nếu đàn ông sở hữu nốt ruồi này thì là người có tính cách hòa đồng, hào sảng, vui vẻ và phóng khoáng. Với những người này là người rất biết ăn nói, lấy lòng mọi người xung quanh rất tốt. Còn về sự nghiệp thì trong công việc của họ là khá năng nổ, rất chịu khó, rất giỏi ngoại giao và luôn biết suy nghĩ thấu đáo cho tương lai. Tuy nhiên thì có thể chưa gặp thời nên khó có được địa vị như ý. Nhưng đây cũng là nốt ruồi đem đến sự giàu sang, cho nên dù không thành danh cho lắm nhưng họ đủ may mắn để không phải lo quá nhiều về vấn đề kinh tế hay là vật chất. Họ luôn được thoải mái làm những điều gì mình thích mà không phải lo lắng hay vướng bận bất cứ một điều gì. Còn về tình cảm của người này thì bất cẩn và dễ bị lừa gạt trong các mối quan hệ với người khác giới, nên thường vướng vào những mối tình tay ba hoặc là các cuộc tình nhiều chuyện thị phi hơn. Còn đối với người có nốt ruồi ở dưới rốn thì đây là một nốt ruồi nó ảnh hưởng đến đường tài vận. Vì trong quan niệm của phương Đông, nếu mà bạn có nốt ruồi mọc cách hai đốt ngón tay mà hướng xuống phía dưới, nghĩa là bạn có cuộc sống sung túc, đảm bảo được tài chính ổn định, thậm chí là suốt đời không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng đặc biệt khi ở vị trí nốt ruồi này mà dưới rốn mà càng ẩn thì người khác khó nhìn thấy thì tài lộc càng dồi dào hơn. Còn đối với người mà có nốt ruồi ở giữa rốn, với tính cách là người cẩn thận, chu đáo, biết lo nghĩ cho mọi người, với tính cách thì thật thà nên đôi khi hay bị kẻ xấu lợi dụng. Còn sự nghiệp của người này thì với người có nốt ruồi ở bụng, đặc biệt là vị trí giữa rốn, là người có đường công danh vô cùng rạng rỡ. Họ yêu thích những công việc có liên quan đến tính toán và con số. Nếu người này có cặp đôi chút khó khăn ở trong công việc thì cũng sẽ sớm vượt qua được. Còn với tình cảm thì người này càng kết hôn muộn càng tốt. Kết hôn sớm rất dễ long đong buồn tủi, hậu vận của gia chủ sẽ an nhàn, con đàn cháu đống phụng dưỡng chu đáo. Còn đối với người có nốt ruồi ở bụng phải, với tính cách là người có nốt ruồi ở bụng phải, đối với nam giới thì thường là những người biết tính toán, thế nhưng thường xuyên chi li quá mức. Mặc dù được hưởng sung sướng từ nhỏ, nhưng những người này thường muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Còn về sự nghiệp thì họ rất đam mê công việc, có tính thử thách cao, có tâm lý được ăn cả ngã về không,
và cơ hội làm giàu có, nhưng họ cũng phải trải qua không ít những thất bại để rút ra những kinh nghiệm. Còn về tình cảm thì với đàn ông có nốt ruồi ở bụng phải thường sẽ không gặp may mắn trong chuyện hôn nhân, mặc dù có những mối tình sâu đậm nhưng hay bị rắc rối và không có được sự thuận lợi lắm. Còn đối với nốt ruồi ở eo hoặc ở sườn thành bụng, với tính cách thì là người khéo ăn nói, thậm chí hay nịnh bợ người khác, đôi khi hay đua đòi, a dua để mong có được sự nể trọng, mặc dù điều kiện, hoàn cảnh không cho phép. Còn sự nghiệp là bề ngoài có vẻ là người có được thành công, nhưng sự thật thì không bền, không bao lâu mà lao dốc, hậu vận thì không được như ý. Với những người này, nếu không lo làm việc thiện từ khi còn trẻ thì càng lớn tuổi càng nhiều bệnh, và hãy chú ý đến vấn đề sức khỏe về đường ruột, có thể xảy đến như rối loạn tiêu hóa hay đau mổ ruột thừa. Còn về tình cảm thì là người đào hoa, rất dễ lấy lòng phụ nữ và có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng nếu đứng núi này trông núi nọ, không biết trân trọng người ta thì có thể rất nhiều vợ. Còn đối với người có nốt ruồi son ở bụng, về tính cách thì họ là người trưởng thành hơn so với tuổi, làm việc gì cũng cân nhắc thiệt hơn, thậm chí là nhiều người trầm trồ về sự khôn ngoan của họ. Còn về sự nghiệp thì trong công việc họ làm việc gì cũng chắc chắn, thường được giao những trọng trách lớn, sếp trên rất quý mến và tin tưởng. Còn nếu mà tự đứng ra làm kinh doanh thì dù gặp trở ngại ban đầu, họ cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp cho tình hình tài chính phất lên nhanh chóng. Còn về đường tài lộc thì bạn gặp may mắn nhiều hơn là xui xẻo. Nhìn chung cuộc sống may mắn, phú quý, tài lộc dồi dào. Còn về tình cảm thì những người đàn ông có nốt ruồi son ở bụng thì thường không chỉ yêu cho vui, họ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên có được tình duyên rất thuận lợi. Thế nhưng với những ai mà xung quanh nốt ruồi có lông mọc thẳng ở phần nốt ruồi son thì là người ngang bướng, cố chấp, do đó trong các mối quan hệ xung quanh thường rất bị thiệt thòi trong việc ứng xử hoặc tính cách của người này hay bốc đồng. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.